Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 13 tháng 9 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chữ ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ, thì các bạn sẽ là người xem với lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu bạn là chiếc sản phẩm Samsung Note 8. Để đáp ứng được nhu cầu của bạn, sản phẩm có một chiếc điện thoại cũ giá rẻ dùng, thì hôm nay bên em lại về được 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây sản phẩm Samsung Note 8. Thì là mình sẽ giới thiệu qua về tính năng, và thứ nhất về cấu hình, và thứ hai là về chi tiết và giá chi tiết của sản phẩm. Note 8 thì tính năng đầu tiên rất là hay các bạn, là mình cho bạn chỉ gõ vào đây nhé, nó sẽ sáng màn hình lên. Đấy. Thì các bạn sẽ biết được ngày giờ tháng rất là ok nhé. Đấy, cái hay của Note 8 đầu tiên như thế các bạn, hoặc các bạn gõ vào đây hai lần. Đấy, nó sẽ ra như này để các bạn mở khóa các bạn nhé. Đấy. Đây, Note 8 thì hôm nay về mình về được 6 cây. Thì máy Note 8 bên mình thì là 6 cây này đều là tất cả đều là bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng các bạn nhé. Tất cả 6 con Note 8 bên mình này đều là bản Hàn này, 2 SIM 2 sóng. Tất cả là máy đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Hình thức máy cứ từ 90 trên 90% các bạn nhé. Đây. Nhà mình thì có màu đen này, màu gold này, màu xám này, xanh này. Đấy, gold này, xám này. Đấy. Nhà mình về được là gì nhỉ? Hai cây gold này, hai cây xám này, và một cây đen và một cây xanh. Đấy, Note 8. Thì mình sẽ giới thiệu qua về sản phẩm Samsung Note 8. Mình sẽ kết nối wifi. Tất cả đều là bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng. Nên là các bạn dùng cứ yên tâm nhé. Mình sẽ kết nối wifi. Đấy. Cho các bạn kết nối wifi. Đây, Note 8 thì camera chụp ảnh thì quá tuyệt vời luôn. Quá là sắc nét luôn. Đây. Đấy, thì vì nó sau nó là hai camera. Nhưng mà lúc mà thời điểm nó mới ra ấy, thì con này là siêu phẩm Samsung Note 8. Thì nó thì họ Samsung thì họ tối ưu hóa cực kỳ là nhiều. Thứ nhất là cái main, thì họ thứ nhất là lúc đấy là 30 triệu, hơn 30 triệu thứ nhất là cái main, thì họ tối ưu hóa rất ok nhá. Hai camera này, một đèn flash này. Đấy. Màn hình của này thì là màn hình là 6,3 inch nhá. Màn hình là tràn viền ra bên ngoài này, 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, độ phân giải màn hình 2K. Mình đã kết nối wifi rồi. Thì mình sẽ vào mình xem phim, nghe nhạc cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ nghe nhạc. Mình sẽ vào YouTube này. Đấy. Đấy, mình sẽ xem YouTube cho các bạn xem nhé. Đấy, mình sẽ vào duyên phận này. Đấy. Đấy, mình sẽ vào nghe nhạc rất nhanh. Thì Samsung Note 8 này được trang bị là đấy. Các bạn nghe nhạc cực kỳ là hay nhé, bản Hàn thì nghe nhạc thì cực kỳ là phê nhé. Đấy. Đây. Thì con Note 8 này thì là được trang bị là cấu hình của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Các bạn không bao giờ lo bị đầy nhé. Không bao giờ lo bị đầy. Mình sẽ xem phim 8K cho các bạn này. Đây, loa kinh to lắm, hay sướng. Mình sẽ xem bản phim 8K cho bạn nhé. Đấy. Màn hình độ phân giải của nó là 2K. Các bạn nhìn nghiêng không bao giờ độ bóng mờ gì nhé. Đấy, rất là đẹp đấy. Đấy. Các bạn nhìn mèo như thật luôn. Đấy. Các bạn xem phim sản phẩm Samsung Note 8 này thật các bạn quá là phê luôn. Mình coi như là xem bản phim nhận nó họ phóng như này. Con gà sầu ấy, các bạn nhìn cực kỳ là nét nhé. Đấy. 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 Thì nhà mình về được tất cả là 6 cây. Máy cứ toàn là 90 trên 90%. Đấy. Hôm nay mình về được 6 cây này. Thì tất cả đều là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Đấy. Tất cả 6 cây này. Đây. Tất cả các 6 cây Samsung Note 8 này của mình đều là màn hình là đẹp. Tất cả đều là màn hình đẹp. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì nhá. Đấy. 6 con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.800.000 một chiếc nhá.
4.800.000. Lót 8 thì có hỗ trợ cái bút này, các bạn viết cực kỳ tuyệt vời. Đấy, này, lót 8 hỗ trợ cái viết này. Các bạn viết này. Đấy. Lót 8 hỗ trợ cái bút viết sướng lắm. Nói chung là lót 8 hỗ trợ cái bút sướng lắm. Đây. Đấy. Các bạn ví dụ nhà các bạn có em nhỏ ấy, các bạn viết thỉnh thích lắm. Đấy, các bạn kỳ tên hoặc là lưu ghi chú các kiểu rất ok nhé. À, con lót 8 này thì nhà mình nay về là 6 cây. Tất cả 6 cây này đều nhà mình là màn hình đẹp, không lưu ảnh hay không ảm bố. Bên mình đang bán các bạn với giá là 4.800.000. Đấy, phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. À, máy này thì mình nhập nguyên chiếc bên Hàn mình về nên là các bạn yên tâm về chế độ như là sửa chữa hay là thay thế gì nhé. Máy Hàn thì cực kỳ là đẹp đây. Đây, màu xám đây, tất cả là màn hình đẹp nhé. Không ảm ố hay không lưu ảnh này. Màu đen đấy, thế đấy. Đấy, tất cả màn hình đều đẹp. Đây, tất cả màn hình đều đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh, màu đen đấy nhá. Đây, màu xanh, bạn nào thích màu xanh. Đây. Màu xanh cũng thế, tất cả màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Còn màu xanh này thì mặt lưng của nó thì hơi bị phẩy phẩy một chút nhá. Kiểu khách người ta không dùng ốp ấy. Đây. Mặt lưng của khách thì con này thì là con màu xanh thì hơi bị phẩy một chút nhá. Mặt lưng thì hơi phẩy một chút ấy. Đấy. Mặt lưng thì hơi phẩy một chút nhé nhá. Đấy. Viền với màn hình thì cực kỳ là đẹp nhá. Mỗi mặt lưng thì hơi phẩy một chút nhá, nhưng không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, màn hình đẹp keng nhá. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con này thì bên mình đang bán mạng giá là 4.800.000. Đây, màu gold cũng thế nhá. Đấy. Tất cả màn hình 6 này đều màn hình đẹp, không ảm ố gì nhá. Đấy. Bên mình sẽ bán cho bạn với giá là đồng giá với giá là 4.800.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này thì các bạn nhắn hàng mình sớm nhất, một qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời thì mong bạn lại trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn lại trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và đây là số chính của mình sẽ cầm theo người thường xuyên. Và gì nhỉ? Tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm nhá. Bạn nào thích màu vàng thì bạn nhắn hàng mình sớm nhất, màu xám này, màu đen và màu xanh này. Đấy, thì các bạn này là hàng sớm nhất nhá. Thì các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi, các bạn phải chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đây ạ. Và tiếp đến là hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được SIM Villa vào mạng cả năm. Đấy, SIM Villa 4G vào mạng cả năm. SIM Villa 4G vào mạng cả năm này thì bên cửa hàng mình thì bán cực kỳ là chạy. Không những mình bán ở trên mạng và mình bán ở cửa hàng mình thì cực kỳ là chạy. Đấy. SIM Villa 4G vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k. Nhưng thời điểm năm ngoái chỉ là 250k thôi, nhưng mà thời điểm năm nay thì SIM bây giờ kiểu họ lắm ngặt lắm. Cực kỳ là khó làm, mà thứ hai là SIM cực kỳ là hiếm ít về. Đấy, mà giá lại cao nhá. Cao hơn hẳn năm ngoái 100.000 nhá. Đấy, SIM Villa 4G vào mạng cả năm bên mình đang bán bạn với giá là 350k. Thì các bạn không phải mất tiền gì nhỉ. Thứ nhất là chỉ với giá 350k thì các bạn trước khi mua mình sẽ kích hoạt SIM cho bạn. Và các bạn nhận SIM, các bạn có thể được lắp test SIM tại chỗ cũng được. Bên mình thì thoải mái mà test. Các bạn tất cả nhà máy như mình các bạn có thể test thoải mái. Và SIM bên mình cũng có thể test thoải mái nhá. Thì cả một năm các bạn vào mạng không phát sinh thêm 1.000 nào nữa nhá. Đấy, SIM này xài cả mạng vào một năm này, các bạn không phát sinh thêm 1.000 nào nhé. Đấy. Nhưng mà chỉ với giá là 350.000 thôi, rất là rẻ nhé. Đấy, các bạn đi ra ngoài đường hoặc là dùng con máy như Note 8 hay 2 SIM, các bạn có thể là mua một SIM Villa vào mạng cả năm rất ok nhé. Và nào thích sản phẩm SIM Villa vào mạng cả năm này, các bạn nên hàng này sớm nhất nhé. 350k, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy. Cửa hàng mình đang bán rất là chạy, nhiều người mua, quá nhiều người mua luôn. Và tiếp đến thì hôm nay nhà mình có con này và con 8 Plus này. Đấy. Thì hôm nay là mình 8 Plus này. Đấy. Đấy. iPhone 8 Plus. Đấy, con này là iPhone 8 Plus, con này là 64GB nhá. iPhone 8 Plus 64GB, con này là bản quốc tế LLA nhá, con này là bản quốc tế LLA. Đấy, quốc tế LLA. Đấy. Đấy, quốc tế LLA iPhone 8 Plus này. Đấy, iPhone 8 Plus này. Đấy.
Tất cả là máy chức năng dùng bình thường, tất cả dùng bình thường. Nhưng mà mỗi tội là máy mất vân tay thì các bạn nhé. Đây, máy mất vân tay. Con này thì là máy mất vân tay. Đấy. Đấy, máy nó mất vân tay. Con này thì là khách đã thay màn loại 2 rồi các bạn nhé. Đấy, con này thì khách hôm nay mình mua lại của khách ấy. Thì con này là khách đã thay màn loại 2 rồi. Khách đã bảo với mình là thay màn loại 2 rồi nhé. Đấy, con này thì mình kiểm tra cho bạn là main zin. Màn đã thay loại 2. Con này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.500.000 nhé. Đấy, 4.500.000 sản phẩm iPhone 8 Plus mất vân tay này nhá. Đấy. iPhone 8 Plus mất vân tay này ạ. Đấy. iPhone 8 Plus phiên bản quốc tế 64GB mất vân tay các bạn nhá. Đấy, con này thì là khách đã thay màn loại 2 rồi nhá. Nên là các bạn dùng yên tâm. Đấy. Đấy. iPhone 8 Plus này. Đấy, chỉ với giá là 4.500.000 thôi các bạn nhá, rất là rẻ cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 Plus này, các bạn ra hàng được sớm nhất nhé. Mình sẽ, con này sẽ là, mình sẽ kiểm tra phần trăm pin cho các bạn này. Pin hôm nay mình vừa thâu loại khách rồi. Đấy. Pin con này còn 99% nhé. Pin con này 99% đấy ạ. Đấy, rất là ok đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 Plus để các bạn ra hàng được sớm nhất nhé. 4.500.000 nhé, rất là rẻ cho các bạn ạ. Và tiếp đến thì hôm nay nhà mình về được hai con Oppo này, là hai con Oppo, à con Oppo này là Oppo A31 đấy. Đấy, buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con Oppo A31. Con này là phiên bản là RAM 4GB. Đấy, bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Con A31 này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,5 inch Full HD cộng. Đấy. Đấy. Con này thì hình thức còn 90/90% các bạn nhé. Oppo A31 đấy ạ. Của nó là 1, 2, 3 camera. Oppo nó là 3 camera A31. Đấy. Đấy. Hình thức máy còn 90/90%. Còn Oppo A31 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.850.000 các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá là 2.850.000 các bạn đã sử dụng sản phẩm Oppo A31 thì các bạn nhé, rất là rẻ cho các bạn nhé. Máy màu đen bóng nhé. Đấy, nói chung là những sản phẩm Oppo, Samsung Note 8 này, iPhone này, hoặc nói chung là Samsung, Oppo, Xiaomi này. iPhone thì nó hay bị lỗi vặt linh tinh thôi. Tại vì máy bây giờ thì máy nó dựng nhiều, đâm hay bị lỗi vặt. Còn những sản phẩm Oppo, Samsung, Xiaomi này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Bạn nào thích sản phẩm gì nhỉ? Oppo A31 các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.850.000, rất là rẻ cho bạn nhé. Và tiếp đến buổi tối ngày hôm nay thì mình về được cây là Samsung, con này là Samsung A8 2018. A8 2018 thì con này là bản công ty đấy. Còn A8 2018 này, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng đấy. Con này A8 2018, con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Hình thức của máy còn 90% các bạn nhé. Đấy, máy còn 90%, con này bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Pin này thì hơi bị kém một tí. Con này thì màn hình đẹp nhá, không ám ố nhá. Nó chỉ chỗ cái kính này nó hơi bị kiểu nó hơi bị chày chày một tí thôi. Đấy, nó hơi bị ám vào một tí thôi. Chỗ kính này nó không phải là chày kính mà nó hơi bị ám vào một tí nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 nhá. Đấy, chỉ với 1.800.000 các bạn đã sử dụng sản phẩm Samsung A8 2018, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Con này thì là màn hình đẹp, không ám ố, chỉ bị hơi bị đây nhiễm vàng vàng một tí đây thôi nhá. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá là 1.800.000 A8 2018 ấy nhá, rất là rẻ cho các bạn ạ. Thì chắc là cũng clip này thì chắc là cũng phải từ giờ đến sang tuần sau thì mình mới làm clip đấy nhá. Thì thời điểm này thì bên mình đang bận là việc là gì nhỉ, thì gì nhỉ, tuần bắt đầu từ giờ đến tuần này thì mình bận, nhà mình thì bận là cưới vợ nhá. Thì là mình cũng chắc là vài hôm nữa thì mình cũng không level được, chắc là vì cưới vợ xong thì mình mới level được. Thì chắc là nốt clip tối nay thì là trong một tuần này mình bận là việc gia đình, thứ nhất là cưới vợ thì mình không level được, thì các bạn tuần sau là các bạn ủng hộ giúp mình nhé. Đấy, thì mình sẽ bán trong vòng nốt ngày nay ngày mai mình hết hàng thì mình cũng thôi để sang tuần sau mình bán cho bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung S7e nhé. Đấy, S7e. Con này là phiên bản màu hồng. Đấy, RAM con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Con S7e màu hồng này, con này là bản Hàn 1 SIM nhé. Đấy, bản Hàn 1 SIM.
con này là bản Hàn một sim. Con này thì làm màn hình đẹp nhá, không ảm ố hay không lưu ảnh nhá. Con này thì màn hình đẹp này, không ảm ố hay không lưu ảnh đấy. Màn hình con này đẹp keng nhá, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Con S7e màu hồng này, con này thì là máy còn zin áp suất nhá. Con S7e màu hồng này, con này thì là máy còn zin áp suất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.700.000 nhá. Đấy, chỉ với giá là 2.700.000 đấy. Đây, 2.700.000. Các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung S7e phiên bản Hàn một sim. Bên mình đang con này còn zin áp suất, bên mình đang bán với giá 2.700.000 nhá. Máy đẹp như là mới, trên 90%. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. Lót 5 thì nhà mình còn một tên này nha các bạn nhé. Đấy, lót 5 này thì là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì ạ. Đấy, màn hình là 5.7 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, còn lót 5 này thì bên mình đang bán với giá là 2.1 triệu, hình thức máy còn 90 trên 90%. Được cái là màn hình của nó là đẹp này, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang thành lý bạn giá cực kỳ là rẻ, 2.100.000 nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 5 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình còn một chiếc Z7 Bright. Thì con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con Z7 Bright bản công ty 2 sim 2 sóng này thì hình thức máy còn 90 trên 90%. Bên mình đang bán các bạn giá là 1.600.000. Đó, chỉ với giá 1.600.000 các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Z7 Bright bản công ty 2 sim 2 sóng nha các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Pin con này cực kỳ là trâu bò, nên là các bạn cứ yên tâm về ông ghi sử dụng nhé. Và tiếp đến cuối cùng vào buổi tối ngày hôm nay, mình giới thiệu bạn cái chiếc sản phẩm Samsung Z7 Bright. Con này thì hình thức còn 85 đến 90% nhé. Con Z7 Bright con này còn 85 đến 90%. Con này thì là màn hình của nó thì hơi bị lem mực một tí này. Đấy, con này thì hơi bị lem mực một tí đây, kiểu người ta tì ấy. Kiểu người ta dùng lâu người ta tì và nó hơi bị lem tí đây thôi nhé. Đấy, 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 Z7 Bright. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý các bạn giá là 1.200.000 nhé. Đấy, Z7 Bright. Con này, con này cũng là bản công ty, 2 sim 2 sóng, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con này bản công ty 2 sim 2 sóng nhé. Màn thì nó hơi bị lem một tí đấy thôi. Bên mình đang bán bạn giá là 1.200.000. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các em nhỏ rất ok nhé. Đấy. Và buổi tối ngày hôm nay nhà mình về ít sản phẩm Samsung Lót 8, Samsung S7e, Lót 5 các kiểu, A8 Plus này. Thì bạn nào thích sản phẩm Samsung thì iPhone, Xiaomi này nhà mình, thì các bạn nhanh tay nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đặt hàng nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Mọi lỗi vặt các bạn có thể gửi trực tiếp qua cửa hàng mình để mình sửa chữa và bảo hành cho các bạn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.